Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Hôm nay về bên em về một dòng súp hơi 350, súp kép rất là khủng bố đấy ạ. Vâng, nhìn đây là nguyên đa nguyên kiện bên em vừa nhập về để giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc đấy ạ. Dòng một là súp kép, hai là súp đơn kìa. Bên em sẽ cho vào phòng kỹ thuật test và anh chất âm thử cái độ mạnh, thử tiếng bass sâu của cái dòng súp kép 50 này để phục vụ các bác nhé. Kép 50 đi ạ. Và lát nhà luôn đi ạ.
Vâng, một ngày rất là nhộn nhịp của GK Audio đây ạ. Vâng, anh Nguyên ở Vĩnh Phúc đã sở hữu cho mình một xúc hơi 50 rồi ạ. Vâng, thương hiệu Teo Sao đây ạ. Để em tí em đập ấy vào đây đấy. Lấy thêm một cái ấy nữa này vào đây. Vâng, chúc anh lên đường may mắn ạ.